về nước trong mùa mưa lũ, điều trị như thế nào? Trong mùa mưa bão, lũ lụt sẽ phát sinh nhiều yếu tố nguy cơ gây bệnh. Đặc biệt, người dân sống trong vùng ngập lụt rất dễ mắc bệnh ghẻ nước. Bệnh ghẻ nước gây ra bởi ký sinh trùng, còn gọi là cái ghẻ. Bệnh ghẻ biểu hiện với các nút đỏ, mụn nước ở các vùng nếp kẽ như là lòng bàn tay, kẽ tay, nách, bụng, vùng sinh dục và ngứa rất nhiều về đêm, ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ nếu vết thương kéo dài không khỏi và làm suy giảm chất lượng cuộc sống hàng ngày các độ ẩm trong mùa mưa, những vùng có nguồn nước chưa được đảm bảo vệ sinh hoặc thiếu nước sinh hoạt đều là những điều kiện thuận lợi cho ghẻ sinh sôi và phát triển. Bệnh ghẻ có tính lây nhiễm cao nên nhiều người trong cùng gia đình có thể bị bệnh. Lưu ý khi điều trị bệnh ghẻ phải điều trị cho cả những người sống chung trong gia đình, tẩy uế quần áo ga gối. Mùa hè thì cần phơi quần áo ga gối từ 3 đến 4 nắng, quần áo giặt để một tuần sau mới được mặc lại. Để giảm cảm giác ngứa nghiêm trọng do ghẻ nước, thuốc kháng histamin đường uống có thể được bác sĩ chỉ định. Đồng thời, người bệnh nên kết hợp sử dụng ngay những sản phẩm bôi da an toàn, lành tính như là Exetop. Kem Exetop chứa thành phần chính là kẽm salicylat, kết hợp với dầu dừa, chiết xuất vỏ thân núc lát, chitosan, nano bạc, dầu hạt nim, được bào chế theo công nghệ lượng tử tiên tiến, giúp tiêu diệt virus, vi khuẩn, giảm ngứa, tăng cường sức đề kháng cho làn da, chống viêm, chống dị ứng từ thảo dược, kháng sinh từ tự nhiên và giúp tái tạo da. Từ đó cải thiện tình trạng kẻ nước, viêm da, nấm da, hắc lào và đẩy lùi triệu chứng, giúp ngăn ngừa tái phát hiệu quả. Các bạn có thể dễ dàng tìm kem Exetop tại các nhà thuốc trên toàn quốc hoặc để tiện lợi hơn, bạn có thể đặt mua ngay ở link trong giỏ hàng nhé.